phụ nữ chúng mình chỉ có một thời thanh xuân mà thôi, tuổi trẻ sẽ trôi qua thật nhanh, chưa kịp đẹp đã già. Cũng như bà hay mẹ của bạn, bây giờ họ không còn nói nhiều về sắc đẹp nữa. Họ không còn quan tâm nhiều đến việc trong mắt mọi người mình có xinh đẹp không. Còn chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian cho chính mình, chỉ có một thời để đẹp mà thôi. Để năm hay 10 năm nữa chúng ta có thể khoe với con với cháu và tự hào rằng, mẹ đã từng một thời đẹp như thế. Vì thế mà trên thị trường hiện nay, thì kem 4K Plus đỏ 5X đang là chân ái của các chị em chúng mình đấy. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm về kem 4K Plus đỏ 5X ở video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Mụn đã làm cho mặt bạn không còn được đẹp, bạn mất tự tin hẳn và ước gì lũ mụn đáng ghét kia biến nhanh đi. Kem 4K Plus đỏ 5X chính là dòng kem trị mụn cải tiến mới từ kem 4K Plus đỏ cũ trước đây. Hơn nữa còn là dòng sản phẩm có nguyên liệu chính được chiết xuất từ nhân sâm được biết tới là thảo dược quý hiếm từ thiên nhiên đem đến những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của người dùng. Sản phẩm phù hợp cho làn da nhạy cảm, an toàn, lành tính và không gây kích ứng. Với chất kem sữa chua mềm mịn cùng hương thơm nhẹ mang tới cảm giác dễ chịu, các thành phần của kem cũng được bổ sung thêm những loại mới khác có hiệu quả cao trong việc trị mụn như là alpha arbutin làm gia tăng sắc tố, giảm tình trạng của da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giúp điều màu da khắc phục các đốm nâu trị mụn và trị thâm trên da. Hơn nữa còn có thành phần glutathione được biết tới là hoạt chất giúp chống lão hóa da hoàn hảo, làm giảm dấu hiệu lão hóa bằng cách chống lại tia bức xạ. Đồng thời không thể thiếu trong mọi loại kem dưỡng đó là thành phần collagen có khả năng làm tăng độ đàn hồi, dưỡng ẩm giúp trẻ hóa làn da và làm giảm những tổn thương Do tia cực tím ánh nắng mặt trời tác nhân gây ra lão hóa bao gồm giảm độ ẩm và nếp nhăn cho da mặt. Đó là lý do tại sao mà các chị em nên trang bị cho mình một em kem 4K Plus đỏ trị mụn 5X cho riêng mình đấy. Kem 4K Plus đỏ 5X hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn. Xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus đỏ 5X hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.